Có lần sử cư sĩ ở Khai Phong, Hà Nam đến gặp tôi, bảo tôi ông gần đây ở trong nước giảng kinh Vô Lượng Thọ, một ngày giảng 10 tiếng, hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông đã giảng bộ kinh này 10 lần, hiếm có. Tôi khuyến khích ông, hy vọng trong 10 năm ông gắng giảng kinh Vô Lượng Thọ 100 lần. Ông bèn khai ngộ. Về sau lấy cơ sở này, lại quay đầu đọc lướt qua tất cả kinh điển Đại Thừa Tiểu Thừa, rất dễ thông suốt. 10 năm dụng công trong một bộ kinh, đây là định. Định có thể khai tuệ, là dùng phương pháp giảng kinh này để tu định. 84.000 pháp môn, phương pháp khác nhau, đường cửa khác nhau, đều là tu thiền định. Định có thể khai tuệ, thật sự đắc định. Định khởi dụng chính là trí tuệ, tự tánh bát nhã trí tuệ hiển tiền. Học Phật thành tựu không khó, khó ở hằng tâm nghị lực, khó ở chỗ này. Xem những pháp môn khác lại sanh lòng hoan hỷ, lại đồng ý nghĩ muốn học cả, muốn đọc qua đọc qua. Tự mình đã dứt nhất môn thâm nhập, đây là nhân tố đầu tiên khiến từ xưa đến nay rất nhiều người học thất bại. Người hiện tại chúng ta hiếu kỳ lắm. Không chịu nghe lời dạy của thầy, đối với lời thầy dạy, ngoài thì dân, trong thì ngược. Khó, quá khó. Người xưa thành thật, cho nên người thành tựu đông. Người thời nay không thành thật, nên người thành tựu ít. Thời nay học trò giấu giếm thầy, con cái giấu giếm cha mẹ, tóm lại không chịu nói thật, không chịu chăm chỉ tu học tốt, cho nên không thể thành tựu. Cổ nhân từ nhỏ được sự giáo dục này. Các vị xem lời trong Đệ Tử Quy nói, họ đã học từ nhỏ, họ bèn hiểu. Dân làm cả đời, họ không trái nghịch cha mẹ, không trái nghịch sư trưởng, y giáo phụng hành, họ được lợi ích. Đạo lý nằm ở đây. Đời người chúng ta rất đáng thương, từ nhỏ không ai dạy, sống trong thời chiến loạn, cha mẹ không dạy, thầy cũng không dạy, thì sao các vị biết? Đương nhiên các vị không biết. Do vậy đây là chuyện về tình có thể tha thứ, song hết sức đáng thương. Giác ngộ ở chính mình, hồi trước tôi ở Đài Trung theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, mọi người các vị đều từng nghe thầy cho tôi ba điều kiện. Tôi bái ngài làm thầy. Điều kiện đầu tiên, chỉ nên nghe một mình thầy, ngoài thầy ra bất cứ pháp sư cư sĩ đại đức giảng kinh này nhất loạt không được nghe, chỉ nghe mỗi mình thầy giảng.
Điều kiện thứ hai, xem văn tự, xem sách. Bất kể xem sách thế gian hay xem kinh Phật, không được thầy đồng ý nhất định không nên xem. Dạy học như thế, phải tìm học trò nghe lời như vậy, lại tìm không được. Chúng tôi nghe thật, chấp nhận thật. Điều kiện thứ ba, tôi từ trước theo Chương Gia Đại Sư học 3 năm. Thầy Lý nói cái đó không tính. Học lại từ đầu. 3 điều kiện. Có kỳ hạn, kỳ hạn 5 năm. Trong 5 năm nhất định phải tuân thủ. Chúng tôi mới có thể học chút đỉnh. Rất hữu hiệu. Tôi theo thầy 3 tháng, chính tôi cảm giác có thành tựu. Tâm thanh tịnh, vọng niệm ít đi. Tại sao? Rất nhiều điều không thể thấy, không thể nghe. Đây thật là nhất môn thâm nhập. Đương thời chúng tôi nghe thầy nói những điều kiện này, trong lòng không có nghi hoặc. Thầy này thật là cống cao ngã mạn, trong mắt không có người, hệt như cuồng vọng tự đại. Song rốt cuộc có lòng cung kính với thầy, chấp nhận. Chấp nhận thì làm thật, y giáo phụng hành. Thật sự nghe từ thầy, thầy mới dạy bạn thật. Bạn không nghe thì một chút cách cũng không có. Về sau tôi ra ngoài nước hoằng kinh, cảm giác được sức mình cô lẻ yếu ớt. Mỗi lần về đến Đài Trung, tôi đi gặp thầy, tôi đều thỉnh cầu với thầy, hy vọng thầy bồi dưỡng thêm mấy học trò. Chúng tôi có thể có trợ thủ ở hải ngoại. Lời này trước sau tôi đã nói tổng cộng 10 mấy lần. Cuối cùng thầy nói tôi, ông thay ta tìm học trò. Từ đó về sau không dám nói nữa. Tôi biết học trò này tìm không được. Nếu tìm được học sinh nghe lời 100%, quả thực tìm không ra. Cho nên tôi không dám nói nữa. Không phải thầy không dạy, không tìm được học sinh biết nghe lời. Vậy thì khó rồi. Cho nên có thể thành tựu không? Lời cổ nhân nói có lý, không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt. Đồng học chúng tôi rất đông. Tại sao tôi có thể thành tựu, người khác không thể thành tựu? Những người đó bề ngoài dân, bên trong trái. Trước mặt thầy lắng nghe dân già, rời khỏi thầy làm theo ý mình. Thành bại mấu chốt ở đây. Không nghe người già nói, thiệt thòi ngay trước mắt. Bây giờ hối hận không kịp nữa rồi. Chính chúng tôi nhất định phải biết. Chúng tôi thân cận một vị thiện tri thức. Thiện tri thức có mong muốn gì ở tôi hay không? Chẳng mong điều gì cả. Khi đó cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn. Một mảy may cúng dường cho thầy còn không có. Đời sống của mình đã thành vấn đề, nào có năng lực cúng dường thầy đâu. Thầy không thu cúng dường, hơn nữa đặc biệt đến dạy bạn. Bằng điều gì? Bằng cách chịu học. Tôi thường nói hiếu học. Thầy chỉ xem học trò này hiếu học, chịu học. Thầy dạy thật.
Thầy không mong muốn gì ở tôi. Chúng tôi phải biết ơn đức này. Cho nên ngày nay tôi có một chút thành tựu, niệm niệm không quên ơn đức của thầy. Vì lúc theo thầy không có mảy may chút cúng dường một đồng một chữ nào cho thầy cả. Tôi theo Chương Gia Đại Sư còn ở nhà ngài ấy ăn không ít bữa cơm. Tôi không cúng dường ngài, ngài còn phải chiêu đãi tôi. Lên lớp đến 12 giờ ăn cơm, ngài để dành cho tôi ăn cơm. Biết ơn báo ơn. Dùng cách gì để báo? Truyền đạo của thầy. Khiến đạo học của thầy không đến lúc thầy đi thì đoạn tuyệt. Đó là người báo ơn chân chánh. Một thiện tri thức chân chánh, nguyện vọng duy nhất trong cả đời là có người có thể truyền được đạo của mình. Đây là nguyện vọng lớn nhất của họ. Nhưng người như vậy, cổ đức đã nói, có thể gặp nhưng không thể cầu. Các vị tìm, biết tìm ở đâu? Ngẫu nhiên có duyên gặp. Gặp thì phải biết quý. Duyên này không dễ, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Thật đấy.
Nam mô A Di Đà Phật.